Người quê ở Phú Sinh kính chào quý vị và các bạn. 16 tháng 9 là kỷ niệm ngày Đấng Đáng Kính, Đức Cố Hồng Y Phan Xi Cô Sao Vi Ê Nguyễn Văn Thuận về nhà cha. Mời quý vị nghe qua tiểu sử của ngài. Đức Hồng Y Phan Xi Cô Sao Vi Ê Nguyễn Văn Thuận sinh ngày 17 tháng 4 năm 1928 tại Phú Cam, thuộc Tổng giáo phận Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam. Gia đình ngài có 8 anh chị em, 3 trai và 5 gái. Ngài là con cả. Thân phụ của ngài là cụ Nguyễn Văn Ấm, qua đời ngày 1 tháng 7 năm 1993 tại Sydney, Úc Đại Lợi. Thân mẫu ngài là cụ bà Elizabeth Ngô Đình Thị Hiệp, con gái của cụ Ngô Đình Khả. Cụ bà là em của Đức Tổng Giám mục Ngô Đình Thục và Tổng thống Ngô Đình Diệm. Bà cụ cố qua đời vào ngày 28 tháng 1 năm 2005 tại Sydney, Úc Đại Lợi, thọ 102 tuổi. Được Đức Giám mục Ngô Đình Thục bảo trợ, năm 1939, ngài vào học tiểu chủng viện An Ninh, Cửa Tùng, Quảng Trị. Học xong tiểu chủng viện, năm 1947, ngài vào đại chủng viện Phú Xuân ở Huế. Ngày 11 tháng 6 năm 1953, ngài được Đức Giám mục Ujutia phong chức linh mục. Sau đó, ngài được bổ nhiệm làm cha phó giáo sứ Tam Tòa, một giáo sứ lớn ở thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Giáo sứ này do linh mục Nguyễn Văn Tâm làm chính sứ. Đầu năm 1954, ngài bị bệnh phải về Huế chữa bệnh. Sau khi lành bệnh, ngài đi làm cha phó giáo sứ Phan Xi Cô Sao Vi Ê ở Huế. Giáo sứ này do linh mục Gia Bon, quen gọi là Cố Chiết, làm chính sứ. Khi giáo sứ Phan Xi Cô Sao Vi Ê được trao cho giáo dân Việt Nam, ngài được cử làm quản sứ, kiêm tuyên úy Lao Xá Thừa Thiên, tuyên úy trưởng Pelezin và tuyên úy Bệnh viện Huế. Năm 1955, ngài lập tráng đoàn La Vang. Năm 1956, ngài qua Roma theo học phân khoa giáo luật thuộc Đại học Giáo Hoàng Urbaniana, thuộc Bộ Truyền giáo từ năm 1956 đến 1959. Ngài đậu tiến sĩ giáo luật năm 1959 với luận án tuyên ý quân đội trên thế giới. Ngài trở về làm giáo sư tiểu chủng viện Phú Xuân, Huế. Năm 1962, khi tiểu chủng viện Hoan Thiện được thành lập để thay thế tiểu chủng viện Phú Xuân, ngài được cử làm giám đốc tiểu chủng viện mới này. Năm 1964, ngài được cử kiêm tổng đại diện giáo phận Huế. Ngày 5 tháng 7 năm 1957, Đức Giáo Hoàng Pio XII ban hành sắc chỉ thành lập giáo phận Tông Tòa Nha Trang, gồm hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận, thuộc giáo phận Quy Nhơn và hai tỉnh Bình Thuận và Bình Tuy, thuộc giáo phận Sài Gòn. Đức Giám mục Marcel Picke, 1888-1966, thường được gọi là Đức Cha Lợi, được cử làm đại diện Tông Tòa giáo phận mới này. Ngài qua đời ngày 11 tháng 7 năm 1966. Ngày 4 tháng 5 năm 1967, Tòa Thánh giao giáo phận Nha Trang lại cho hàng giáo phẩm Việt Nam và bổ nhiệm linh mục Nguyễn Văn Thuận làm giám mục Việt Nam tiền khởi của giáo phận này. Lễ phong chức được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều ngày 24 tháng 6 năm 1967 tại tiểu chủng viện Hoan Thiện do Đức Khâm sứ Tòa Thánh Angelo Parma chủ phong, Đức Giám mục Phạm Kim Điền và Đức Giám mục Ujutia thụ phong. Chiều ngày 10 tháng 7 năm 1967, ngài nhận chức giám mục Nha Trang do Đức Khâm sứ Panmat chủ lễ. Ngài lấy khẩu hiệu vui mừng và hy vọng. Trong thời gian làm giám mục Nha Trang, ngài đã thực hiện những công việc sau đây. 1. Thành lập hội đồng giáo dân gồm 1.200 vị được bầu từ cấp giáo sứ, giáo hạt và giáo phận với nhiệm kỳ 3 năm. Các thành viên đều được huấn luyện và tĩnh tâm hàng năm. 2. Củng cố các đoàn thể công giáo tiến hành và hướng dẫn phát triển. 3. Thành lập trung tâm văn hóa Tràm tại Ninh Thuận năm 1968 và cho ấn hành sách Tin Mừng Thánh Luca và Thánh Marco bằng tiếng Giơ Lai và từ điển Tràm Việt Pháp. 4. Thành lập Viện Lâm Bích năm 1969 dành cho các ơn gọi muộn. 5. Thành lập Ban Công Lý và Hòa Bình ngày 1 tháng 1 năm 1969. 6. Thành lập phong trào Cusilo và phong trào Focolaze. 7. Thành lập phong trào Học hội Kitô giáo. 8. Công bố quy chế giáo dân. 9. Phát hành tuần báo Dấn Thân. Trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, ngài đã giữ các chức vụ sau đây. Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội 1967 đến 1975, Chủ tịch Ủy ban Phát triển Việt Nam 1967 đến 1975. Đặc biệt, ngài đã đại diện Hội đồng Giám mục Việt Nam đến Manila phi luật tân dự Hội nghị Giám mục Á Châu ngày 24 tháng 11 năm 1970. Trong hội nghị này, ngài đã đại diện Hội đồng Giám mục Việt Nam trình bày đề tài các vấn đề chính trị tại Á Châu và những giải pháp liên hệ để giúp các giáo hội Á Châu dự phóng con đường truyền giáo có thể triển khai trong nhiều thập niên. Đối với giáo hội Hoàn Vũ,
Ngài được chọn làm cố vấn Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân từ năm 1971 đến 1975. Trong những lần đi họp hội đồng này, Ngài đã có dịp gặp Đức Tổng Giám mục Gazon Voitila, tức Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II sau này, lúc đó là Đức Tổng Giám mục Giáo phận Gia-Covia, Ba Lan, để học hỏi các kinh nghiệm mục vụ trong những giai đoạn khó khăn dưới chế độ Cộng sản ở Ba Lan. Ngài cũng được bổ nhiệm làm cố vấn, rồi thành viên của Bộ Giao giảng Tin mừng cho các dân tộc và thành viên của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. Tháng 4 năm 1975, khi đoán biết miền Nam sẽ rơi vào tay Cộng sản, Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình đã 5 lần đề nghị Đức Khâm Sứ Tòa Thánh tại Việt Nam xin Tòa Thánh cử Đức Giám mục Nguyễn Văn Thuận làm Tổng Giám mục Sài Gòn với hy vọng sự khôn ngoan của Ngài có thể đưa Giáo hội Việt Nam vượt qua những cơn khó khăn sắp đến. Cuối cùng, chiếu theo đề nghị của Đức Khâm Sứ, ngày 23 tháng 4 năm 1975, Tòa Thánh đã phong Ngài làm Tổng Giám mục Hiệu Tòa Thánh Vaje Sitana, rồi ngày 24 tháng 4 năm 1975, bổ nhiệm Ngài giữ chức Phó Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn với năng quyền kế vị. Đức cha Nguyễn Văn Hòa được cử làm Giám mục Nha Trang thay thế Ngài. Lễ bàn giao được tổ chức tại Nha Trang ngày 7 tháng 5 năm 1975, ngày 8 tháng 5 năm 1975, Ngài về Sài Gòn nhận nhiệm sở mới. Không ngờ sự bổ nhiệm này đã đem đến cho Ngài những hậu quả đau thương, nhưng cũng đưa Ngài lên địa vị quan trọng trong giáo hội về sau. Ngày 27 tháng 6 năm 1975, Ủy ban quân quản thành phố Sài Gòn ra định công bố quyết định không cho Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn Thuận được hoạt động tại nhiệm sở mới. Ngày 1 tháng 7 năm 1975, Ủy ban quân quản gửi cho Ngài một văn thư yêu cầu phải trở lại nơi cư trú. Ngày 15 tháng 8 năm 1975, công an đến bắt Ngài đưa ra Nha Trang, nhưng không phải đưa về tòa giám mục Nha Trang, mà đưa đến quản thúc tại giáo xứ Cây Vông, thuộc xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Ít lâu sau, Ngài bị đưa vào giam ở trại Phú Khánh, Nha Trang. Ngày 29 tháng 11 năm 1976, xe công an lại đến trại Phú Khánh đưa Ngài vào trại Thủ Đức. Ngày 1 tháng 12 năm 1976, Ngài cùng nhiều tù nhân chính trị khác đang bị giam ở miền Nam, được đưa xuống tàu Trường Xuân đi ra Bắc. Tại miền Bắc, Ngài đã bị biệt giam trong 9 năm ở nhiều trại tù khác nhau và bị quản chế 3 năm. Trong năm tù thứ nhất, 1976, Ngài đã viết cuốn Đường Hy Vọng. Cuốn sách này được Ngài coi là di chúc tinh thần của Ngài gửi tới mọi người công giáo Việt Nam trong và ngoài nước. Ngày 21 tháng 11 năm 1988, Ngài được trả tự do và chỉ định nơi cư trú là Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Ngày 27 tháng 3 năm 1989, Ngài bị trục xuất khỏi Việt Nam và qua Roma. Ngày 21 tháng 11 năm 1994, Ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình. Đây là lần đầu tiên một giáo sĩ Việt Nam được bổ nhiệm vào một chức vụ quan trọng tại Tòa Thánh Vatican. Năm 1998, Ngài được bổ nhiệm làm Chủ tịch của hội đồng này, ngang hàng Bộ trưởng. Ngài tuyên bố, tôi mơ ước một giáo hội là chứng nhân của hy vọng và tình thương, bằng những hành động cụ thể, như khi chúng ta thấy Đức Giáo Hoàng tiếp nhận tất cả mọi người, chính thống, anh giáo, Calvin, Luther, trong huân thánh của Chúa Giêsu Kitô, tình thương của Chúa Cha và sự hiệp thông của Thánh Thần được sống trong kinh nguyện và trong sự khiêm tốn. Trong chức vụ được trao phó, Ngài đã được mời đi giảng và thuyết trình ở nhiều nơi và cho nhiều giới khác nhau, như tại nhà thờ chính tòa Paris vào một mùa chay, hoặc nói chuyện tại các đại học công giáo trên thế giới, hoặc nói chuyện với giới trẻ như tại Mễ Tây Cơ vào tháng 5 năm 1998 với hơn 50.000 bạn trẻ tham dự. Ngài cũng được mời đến thuyết giảng tại Hoa Kỳ nhiều lần và có dịp nói chuyện với nhiều cộng đoàn và đoàn thể của người Việt Nam ở hải ngoại. Ngày 11 tháng 5 năm 1996, Ngài được Đại học Dòng Tên ở New Orleans, Louisiana, Hoa Kỳ trao tặng bằng tiến sĩ danh dự. Bộ truyền giáo cũng đã ủy thác cho Ngài thi hành các cuộc thăm viếng và kiểm tra các chủng viện tại một số nước ở Phi Châu. Ngài cũng đã nhận được những huy chương đề cao cuộc sống chứng tá về các hoạt động kiến tạo hòa bình của Ngài. Trong tuần tĩnh tâm mùa chay của giáo triều Roma năm 2000, Ngài được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cử thuyết giảng. Sau khi nghe những bài giảng của Ngài, trong đó có những chứng tá về những năm sống trong tù ngục, ngày 18 tháng 3 năm 2000, Đức Giáo Hoàng đã viết cho Ngài một văn thư nói lên những lời tâm tình sau đây. Tôi đã ước mong rằng trong năm đại toàn xá này, có một chỗ đặc biệt được dành cho chứng tá của những người đã chịu đau khổ vì đức tin, đã trả bằng máu sự gắn bó của họ đối với Chúa Kitô và giáo hội, hoặc chịu đựng những năm thật dài, cảnh tù ngục và thiếu thốn đủ loại. Sau đó, Ngài được Đức Thánh Cha tiếp riêng và tặng một chén lễ. Ngài đã nói với Đức Thánh Cha như sau. Cách đây 24 năm, khi
Khi cử hành thánh lễ với 3 giọt rượu và 1 giọt nước trong lòng bàn tay, tôi không bao giờ tưởng tượng, ngày hôm nay Đức Thánh Cha tặng tôi một chén lễ mạ vàng. Thiên Chúa thật cao cả và tình thương của Ngài cũng cao cả. Ngày 21 tháng 2 năm 2001, trong cuộc họp của Mật viện các Hồng Y, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã trao mũ Hồng Y cho Ngài và đặt Ngài làm Hồng Y Phó Tế, hiệu tòa nhà thờ Santa Maria, della Scala, Đức Mẹ tại các bậc thang. Nhà thờ này do các cha dòng Đức Mẹ núi Camelo coi sóc. Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận qua đời lúc 18 giờ ngày 16 tháng 9 năm 2002 tại Roma. Trong thư luân lưu sứ mạng Chúa Kitô là sứ mạng của chúng ta, năm truyền giáo 1970, Ngài đã nói với đoàn chiên của Ngài: anh chị em hãy nhớ lời Đức Thánh Cha Gioan 23. Công đồng Vaticano II là cánh cửa mở rộng trên thế giới để nhìn xem, để đón tiếp, để yêu thương. Chỉ là người công giáo thật, ai biết mở rộng lòng cho mọi người. Chỉ là người công giáo thật, ai để cho lòng yêu thương của Chúa phang dội trong trái tim mình. Chỉ là người công giáo thật, ai khoan dung với mọi người vì nhớ lại lòng lân mẫn Chúa đối với mình. Chỉ là người công giáo thật, ai nhìn thấy mọi người là anh em mình, không kể giai cấp, màu da, tôn giáo, chính kiến. Vì tinh thần công giáo và tinh thần truyền giáo là một. Quý vị và các bạn vừa nghe qua tiểu sử của đấng đáng kính Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, cầu mong cho tiến trình phong thánh của Ngài sớm hoàn tất và xin Ngài cầu bầu cùng Chúa ban ơn bình an cho đất nước Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.